Quý cô bác, anh chị kính mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi đầu xuân năm mới Giáp Thìn được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Mình Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Mình Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới sức khỏe, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động cuộc đời tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, đúng tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, được thần Phật che chở, gặp hung hóa cát, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc đổ về như mưa, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, cực giàu có. Đầu tiên, tổng quan tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, nam nữ mệnh. Tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, xương con rắn, tướng tinh con chim cú, con nhà huỳnh đế, số phú quý, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Đinh Tị, cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi đến tuổi trung niên thì hưởng được một cuộc sống khá đủ đầy, phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Dựa theo lá số tử vi cho thấy, Đinh thuộc hành hỏa và Tị cũng vậy, do đó năng lượng hỏa kép ngày càng tăng, tạo thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tị. Những người sinh năm Đinh Tị, có nghĩa là rắn lửa, luôn rất năng động, hăng hái cả về thể chất và tâm trí. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Tị 1977 còn rất khôn ngoan, thông minh và thích những thứ mang tính sáng tạo. Đôi lúc họ cũng rất tò mò, thích khám phá trải nghiệm những vùng đất mới và thử thách mới. Trong cuộc sống hàng ngày, người sinh năm 1977 rất thân thiện và dễ giao tiếp. Con giáp này không ngại ngần thể hiện quan điểm của bản thân trong tập thể và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Đinh Tị rất nhiệt tình, gợi cảm, nhưng dễ đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa rất hay và rất thích thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá. Đôi khi họ còn áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, cho nên muốn trở thành người bạn đời của Đinh Tị, bạn nhất định phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Cuộc đời của năm mạng tuổi Đinh Tị phải trải qua khá nhiều sóng gió, nhưng đến chung vận lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy. Số phận phải nhờ đến người thân và họ hàng mới có thể phát triển được sự nghiệp cuộc đời. Danh vận của con giáp này không lên cao, nhưng vẫn nhẹ nhàng yên ổn, cuộc sống diễn tiến theo mức độ bình thường. Còn nữ giới tuổi Đinh Tị cuộc đời có đôi chút khổ cực, nhưng thời kỳ trung vận sẽ gặp nhiều may mắn. Họ có công việc ổn định và tạo ra tiền bạc, đủ ăn, đủ tiêu, chứ không thật sự giàu sang phú quý. Nhìn lại quãng đường mà Đinh Tị đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Đinh Tị mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Đinh Tị mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Tị mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Tị vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Đinh Tị cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất,
sao số tôi lại khổ thế này? Đinh Tị sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Tị dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Đinh Tị ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Đinh Tị có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Đinh Tị cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Đinh Tị luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Đinh Tị giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Đinh Tị như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Đinh Tị là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Đinh Tị, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tưởng tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Luận giải ý nghĩa dân gian của tiết kinh chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy trồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết kinh chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể. Để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực. Ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuyệt đối tránh thức khuya, đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất. Bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Đinh Tị, thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, tháng 2 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp là tháng Đinh Mão, người tuổi Đinh Tị được thiên đức cát tinh trợ mệnh, kết hợp với nguyệt lệnh lâm đế vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả, nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung, mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bất đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này. Tuổi Đinh Tị hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ thăng tiến trong tháng 2 âm lịch này. Có như vậy vận xui phải chịu trong năm có thể giảm bớt phần nào. Thời điểm này, bản mệnh cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp,
dù là người đang công tác trong cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Giai đoạn quan trọng như thế này, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp mà mình đang may mắn sở hữu nhé. Do công việc thuận lợi, nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn và ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi khổng lồ. Tất nhiên, áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh thôi thúc bản mệnh xông xáo, chủ động tiên phong trong mọi việc. Điều đó đồng nghĩa là những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm gì cũng chu toàn, nên vận quý nhân khá vượng. Do hỗ bật xuất hiện, bạn hễ dự tính làm gì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Về phương diện tài lộc, tháng mới công việc thuận, nên tài lộc của Đinh Tỵ cũng có nhiều khởi sắc theo đó. Thu nhập chính có dấu hiệu tăng tiến khi các khoản lương thưởng được điều chỉnh. Ngoài ra, bản mệnh còn có nguồn thu phụ, kinh doanh buôn bán đều có tin vui báo về. Nhờ thiên đức cát tinh trợ mệnh, các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất thu về nguồn lợi khổng lồ. Ngoài ra, tháng này có ảnh hưởng từ dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu. Nhưng bù lại tài lộc càng vượng, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, kiếm được nhiều và nhanh hơn. Có điều, trong tháng có họa phá tài, kiếp tài hung thần báo hiệu cho con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh. May mắn là các khoản thu nhập chính phụ ổn định, nên bạn có thể trang trải cuộc sống ổn thỏa, song vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Cho vay mượn cần đúng người, đúng việc, chớ nên vì nhẹ dạ mà cả tin, đưa tiền cho những người không xứng đáng. Những người làm kinh doanh cũng nên lưu ý tiến hành mọi thứ theo kế hoạch, thận trọng từng bước một, chứ đừng nhanh ẩu đoảng mà nhận phải cái kết đắng. Về phương diện tình cảm, gia đạo, sang tháng 2 âm, có Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, Đinh Tỵ đón nhiều tin vui về đường tình duyên, mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc, mọi nút thắt đều được mở ra, khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu sẽ đi đến quyết định mới về mối quan hệ của mình, trải qua nhiều thử thách. Cả hai đều khá chắc chắn về tình cảm của bản thân, có thể xem xét để về ra mắt hai bên gia đình, dần tính tới chuyện tương lai. Đặc biệt, Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng sẽ mang may mắn cho các cặp vợ chồng đang chờ đón tin bầu bí đã lâu. Với người độc thân, thời cơ cũng đã tới, hãy tạm dừng công việc trong tay để nhìn ra thế giới xung quanh mình, biết đâu có người vẫn luôn thầm lặng dõi theo bạn. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, kết quả ra sao cũng không quan trọng. Miễn là bạn đã nói ra đúng tâm tư của mình, thì sau này sẽ không có gì phải hối tiếc. Về phương diện sức khỏe, tháng này, Nguyệt lệnh lâm đế vượng ở Đinh Tỵ, giúp tinh thần tuổi Đinh Tỵ phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Trạng thái tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật, sẽ phục hồi nhanh chóng. Cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật. Dù vậy, tháng 2 âm lịch, tiết trời thay đổi, cũng có thể ảnh hưởng đến bản mệnh, không phù hợp cho thời trang ăn mặc, Đinh Tỵ vẫn nên hết sức lưu ý về vấn đề này. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh cũng báo hiệu sự tất bật, vất vả không báo trước. Bạn nên chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, để luôn đảm bảo thể trạng tốt nhất. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 2 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Tỵ, tháng 2 âm lịch 2024. Theo tử vi tháng cho biết, bước sang tuần đầu tiên của tháng Đinh Mão, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ khởi sắc hơn hẳn so với tháng trước, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động, xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai thì mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tuần khả quan,
Đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người thân hoặc tí để hợp tác, cả hai phía đều thu lợi nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Đinh Tỵ được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ nên mối quan hệ này khá bền chặt. Sức khỏe của những chú rắn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, bản mệnh cũng cần bổ sung đủ nước, cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, dậu, tiểu nhân, sửu, tất, màu sắc may mắn, xanh lá, xanh dương, con số phát tài, 25, 78, 59. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Tỵ, tháng 2 âm lịch 2024. Tuần mới của người tuổi Đinh Tỵ, cát vận có vẻ đang che chở cho vận trình của con giáp này, tài vận hanh thông, tiền bạc dồi dào khi mà thực thần đứng bóng, tạo điều kiện cho bản mệnh nắm giữ cơ hội tài lộc. Con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc, nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho tuổi Đinh Tỵ. Chính quan trợ vận, lại thêm thiên đức cát tinh che chở, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bản mệnh được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Bản mệnh nên cố gắng hết sức mình để không tuột tay khỏi cơ hội chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, cuối tuần có thể có vài chuyện xen ngang, khiến cho bản mệnh mất tập trung vào công việc. Người làm việc với tinh thần chuyên nghiệp sẽ chuyên tâm, không để mình bị phân tâm. Song với tuổi Đinh Tỵ có thể phải nỗ lực rất nhiều mới có thể làm được điều đó. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Đường tình duyên cũng không mấy thuận lợi, nhân duyên chưa tới cũng chẳng thể cưỡng cầu. Bản mệnh có duyên gặp gỡ, nhưng chưa đủ duyên để thành đôi. Mối quan hệ hiện tại trên tình bạn, nhưng chưa tới tình yêu, có thể khiến cho bạn bối rối. Song hãy để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên. Nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tý, Thìn, tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 10, 36, 69. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Tỵ, tháng 2 âm lịch 2024. Tuần mới vận trình hung cát đan xen, tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Đinh Tỵ có niềm vui, nhưng cũng có không ít điều cần phải lo toan. Mở đầu là thiên quan đang gây chuyện, khiến cho công việc của bản mệnh gặp phải khó khăn, mới đầu tuần đã có chuyện xảy ra. Bản mệnh cần phải để tâm tìm cách giải quyết trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Trong tuần còn có cả dịch mã cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu những ngày tới là những ngày khá tất bật với bản mệnh. Vì lý do công việc mà tuổi Đinh Tỵ phải tất bật ngược xuôi, đó cũng có thể là kế hoạch của kẻ tiểu nhân khi muốn giảm bớt sức ảnh hưởng của con giáp này, thêm cơ hội để đẩy bản mệnh ra khỏi vị trí đang nắm giữ. Đường tài lộc của bản mệnh tuần này khá tốt, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang có những bước tiến khá đáng mừng. Bản mệnh khá năng động nên không lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Chỉ có điều kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần này, Đinh Tỵ nên cẩn trọng hơn trong vấn đề tài chính, tránh để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi Đinh Tỵ vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy. Tình cảm không có nhiều biến động, nhưng đôi khi bản mệnh thấy nhàm chán. Khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường, không sóng gió cũng chẳng chút lãng mạn dâng trào. Bạn muốn có ngọn lửa bùng cháy của tình yêu, nhưng e sợ nó khiến cho mình chao đảo. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tý, Dậu, tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số phát tài, 22, 87, 96. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Tỵ, tháng 2 âm lịch 2024. Với người tuổi Đinh Tỵ, tử vi tuần thấy rằng thiên đức cát tinh đang đi theo và hỗ trợ cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh thuận lợi giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đang mong muốn, khao khát suốt bao lâu nay. Ấn quan kết hợp với nhau, tạo ra một bộ đôi vững chắc và bảo vệ tuổi Đinh Tỵ khỏi những bất trắc trên con đường tiến tới thành công. Nhờ thế mà con giáp này tạo ra được nhiều giá trị lao động. Tuy nhiên đâu đó vẫn có kẻ ghen ghét với những thành tựu mà con giáp này đạt được, nên học cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Về cuối tuần có thể sẽ xảy ra vài chuyện mâu thuẫn giữa bản mệnh với đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn, gây ra những rắc rối không thể lường trước được. Thiên quan cũng xuất hiện cảnh báo cho tuổi Đinh Tỵ. Đây không phải là chuyện đơn giản, bởi bản mệnh đã đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thể sẽ phải trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tài vận của con giáp này trong tuần khá tốt,
nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình vào dịp cuối tuần. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nên dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc lá nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ đừng vung tay quá chán. Các cặp vợ chồng sẽ có thể cảm thấy một luồng không khí mới tràn vào cuộc hôn nhân của mình. Bản mệnh thấy được những cố gắng và nỗ lực của người ấy trong việc thay đổi những thói quen xấu của mình để làm bạn vui. Mối quan hệ được cải thiện khá nhiều khi được đôi bên chung tay vun đắp. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, tí, tiểu nhân, tuất, mão. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 23, 28, 68. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có người sẽ coi chúng ta chỉ là một cọng cỏ, nhưng có người sẽ xem chúng ta là bảo bối. Có lúc sẽ được người khác nâng niu như là một chiếc bánh thơm quý, có lúc lại bị người khác coi như củ mài, củ khoai. Khổng Tử từng nói rằng, ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là điều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người A-dua, kết giao với người su nịnh, kết giao với người xảo ngôn thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa. Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quảng Ninh và Hoa Hâm như sau. Quảng Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau, lúc còn đi học thường thường là vừa đọc sách, vừa làm việc. Một hôm hai người đang ở trong vườn cuốc đất, trồng rau, thì cuốc được một thỏi vàng. Tiền tài quả thực khuấy động lòng người, Quảng Ninh nhìn thấy thỏi vàng, liền coi nó cũng giống như hòn gạch, hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và để thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, liền cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi liền ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng kèn, hôn hậu ắt vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt và tiếng người nháo nhác nhau rằng. Có vẻ quý nhân ngồi xe đi qua, Quảng Ninh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng, Quảng Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói, ngươi không phải là bạn của ta. Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quảng Ninh vẫn là giới đọc sách, chọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu, Quản Trọng. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quảng Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điểm cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài. Đời người có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta không thể có được, vậy nên càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có. Hãy trân quý cha mẹ mình. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học vỡ lòng. Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái. Hãy trân quý những người mà chúng ta đang có. Chúng ta hiểu rằng, trong cuộc đời này gặp được ai đều là vì duyên phận, đặc biệt, những người có thể ở bên mình, chia ngọt sẻ bùi. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, khi ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói, đức bất cô, tất hữu linh. Y nói rằng, người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn. Hãy quý trọng con cái. Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời, con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh. Hãy trân quý người dạy dỗ mình, đời người có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn, một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn. Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân. Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tiếng người mới biết được ý nghĩa tương lai và trốn trở về chân chính của sinh mệnh, đó là con đường thành Phật chỉ ra, để chúng ta không bị mê lạc mất. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like,
đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.